Mẹ. Ừ. Mẹ. Con đỡ đau đầu chưa? Dạ con đỡ rồi mẹ. Mẹ có vắt nước cam nè, con uống đi cho khỏe. Dạ. Vợ con đưa cháu nội của mẹ về bên ngoài chơi rồi phải không? Dạ. Mà có chuyện gì không mẹ? À không, mẹ chỉ hỏi cho biết thôi. À, thôi, con ngủ sớm nha. Trong người không được khỏe, đừng có thức khuya nghe chưa? Dạ. Mẹ về phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ ngủ ngon. Con xác định mình là người giúp chị Hằng sanh con. Đứa bé là con của anh chị. Để anh chị nuôi dưỡng thì có gì mà đau lòng hả bác? Với lại bác lo cho tương lai của con sau này rất là chu đáo. Con không có thiệt thòi gì hết trơn á bác. Bác cảm ơn con. Vận mệnh cả nhà này trông cậy vào con hết đó. Vô trong đi con. Đi đi. Dám đứng đối diện với bàn thờ tổ tiên nữa hả anh Hưng? Anh không thấy hối hận với những gì mình đã làm sao? Mẹ, con lâm vào hoàn cảnh như vậy, con phải biết làm sao đây hả mẹ? Mẹ, anh còn muốn đổ lỗi cho mẹ nữa hả? Bản thân anh cũng thích lắm mà. Anh. Còn cô nữa. Dạ, là lỗi của em. Em xin chị tha tội. Em thề với chị là em không có tình ý gì với anh hết. Em cũng sẽ không làm ảnh hưởng gì tới hạnh phúc gia đình chị. Khi nào em sanh con, em sẽ giao con lại cho anh chị. Em thề á. Cút, con không có lỗi gì hết. Cô đứng lên đi. Không được, tôi muốn cô quỳ ở đó. Hằng à, con Cúc nó đâu có lỗi làm gì đâu con. Nó đang hy sinh cuộc đời của nó để giúp đỡ mẹ, giúp vợ chồng con đó. Bác ơi, con thấy con có lỗi với anh chị nhiều lắm. Bác biết nỗi khổ của con mà. Hằng à, con nên biết mẹ nghĩ ra cách này là vì, là vì mẹ thương con. Con ráng chịu đựng tới khi mà con Cúc nó sanh con, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà con. Mẹ nghĩ có ổn không mẹ? Đây là chồng của con đó mẹ. Đêm đêm con phải chứng kiến cảnh chồng của mình ân ái với người khác. Mẹ nghĩ con ổn không? Có bao giờ mẹ hiểu cho nỗi lòng của con không mẹ? Mẹ không thương con sao? Mẹ, con rất thương mẹ. Con rất thương cái gia đình này. Nhưng mà con xin lỗi mẹ, là con không thể. Chị Hằng ơi à. Chị Hằng ơi, mẹ xin con đó Hằng ơi. Bác. Mẹ à. Mẹ. Mẹ xin con. Mẹ. Bác ơi. Mẹ. Mẹ làm mẹ gì à. Vậy Hằng ơi, mẹ rất thương con, mẹ hiểu nỗi khổ của con mà. Nhưng mà con nghĩ đi, gia đình mình không thể nào tuyệt tự tuyệt tôn được.
Không thể nào không có người nói dối tông đường. Con muốn gia sản này phải lọt vào tay người khác hay sao con? Chị ơi, em chỉ muốn giúp bác, giúp anh chị thôi. Em không có tình ý gì với anh hết. Em xin chị, em xin chị hãy tin em. Mẹ, mẹ đứng lên đi mẹ. Mẹ, đứng lên đi mẹ. Mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, bây giờ có trách cô cũng không cố giãn được gì nữa. Cô đứng lên đi. Đứng lên đi con. Tôi hy vọng là cô giữ đúng lời hứa của mình. Khi nào sanh đứa con ra, nhất định là phải đưa cho vợ chồng tôi. Và tuyệt đối không được tới lui viếng thăm. Dạ, em hứa em sẽ làm như vậy mà. Mẹ cảm ơn con. Bên bờ hạnh phúc phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNLI.